Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa mắt thân nhìn cuộc đời Kanga, Cô Loan, Diệu Khánh. Hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Được biết anh Phan Văn Son là bị bệnh mổ tháo vòm họng. Thì bà xã anh thì bị tai nạn giao thông, hiện nay cũng chưa lành bệnh. Thì được biết hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đến trao một phần quà 1 triệu đồng trong ngày 800.000 tiền mặt và mì và gạo. Vậy hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã trực tiếp trao những hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng kính mong quý nhà hảo tâm mạnh thường quân mắt thân nhìn cuộc đời có nhiều kinh phí hỗ trợ cho mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đi trực tiếp trao tặng những phần quà về được nhiều hơn nữa. Ba cưng bị bệnh như vậy là được bao lâu rồi cưng? Nay cũng năm mấy rồi. Năm mấy cưng? Về mình bao lâu mới mổ? Mới mổ đây 5-6 tháng vậy. Vậy ba cưng bệnh năm mấy rồi bắt đầu mới mổ phải không? Thì được biết anh cũng bệnh ngay một năm mấy rồi. Thì đây cũng quý vị cũng xem qua được biết nha. Dạ, Nam Mô Đà Phật xin lễ phép kính chào.